Theo báo Vietnamnet, bão số 7 Diên Sinh có xu hướng suy yếu nhanh, bão Toraji sắp vào Biển Đông thành bão số 8. Giữa hai cơn bão xuất hiện khoảng cách tương tác bão đôi, bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa có những chia sẻ về diễn biến bão số 7 và xu hướng thiên tai trên Biển Đông trong những ngày tới. Theo đó, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông của Philippines mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Jinsing, cơn bão thứ 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong sáng ngày 4 tháng 11. Đến chiều ngày 7 tháng 11, bão Jinsing đổ bộ vào khu vực phía đông của Philippines và đến sáng ngày hôm sau di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7. Từ khi vào Biển Đông, bão số 7 Jinsing luôn duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 17. Đến chiều ngày 9 tháng 11, bão số 7 có cường độ mạnh nhất là cấp 14, cấp 15. Sau đó, từ đêm cùng ngày, bão ổn định và đến sáng sớm nay ngày 10 tháng 11, đổi hướng di chuyển xuống phía nam, cường độ giảm nhanh. Ông Hưởng lý giải về điều kiện môi trường tác động đến hướng di chuyển và cường độ của bão số 7. Cụ thể, từ đêm qua tới giờ, bão số 7 di chuyển vào khu vực có điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của bão. Thứ nhất là nhiệt độ mặt nước biển hiện tại ở khu vực phía tây của quần đảo Hoàng Sa dưới mức tối ưu tức là dưới 26 độ, làm giảm nguồn năng lượng cung cấp cho bão, góp phần làm suy yếu dần. Thứ hai, khối không khí lạnh và khô vẫn bao trùm, vì thế độ ẩm tương đối trong lớp khí quyển từ mặt đất đến độ cao 1.500m, rất thấp, làm hạn chế sự phát triển của mây bão. Ngoài ra, hiện tại ở khu vực phía đông của Philippines đang có một cơn bão mới có tên quốc tế là Toraji đang hoạt động. Dự kiến sáng mai ngày 11 tháng 11, khi di chuyển vào khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines, khoảng cách giữa hai cơn bão là khoảng 1.200 đến 1.400 km là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện. Bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 diên sinh lệch nhiều hơn xuống phía nam. Ông Hường nhận định dự báo lúc 11 giờ ngày 10 tháng 11 thì trong vòng 24 tới 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và cường độ bão sẽ suy giảm nhanh xuống dưới cấp 10 do các điều kiện không thuận lợi từ nhiệt độ và độ ẩm không khí như nói trên. Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 10 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, tới biển động dữ dội. Từ gần sáng mai, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m Vùng gần tâm bão 3 tới 5 m biển động mạnh, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Riêng trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 từ tối và đêm mai đến hết ngày 12 tháng 11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa, nhưng rất ít khả năng có mưa cực đoan gây lũ trên các sông ở miền Trung. Tuy nhiên, ông Hưởng cũng lưu ý đây là những cảnh báo tác động. Theo dữ liệu hiện tại, người dân các vùng ven biển miền Trung, đặc biệt từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cần theo dõi sát tình hình bão và chuẩn bị các phương án ứng phó để giảm thiểu rủi ro. Theo báo Lao động, tin báo mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho hay, vào hồi 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão Nika, theo cách gọi của Philippines, tên quốc tế là Toraji, ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc, 128,1 độ Kinh Đông, cách Infanta, Kê Dông, 690 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 100 km h giật lên đến 125 km h khí áp 985 HPA, bán kính mây bão 300 km. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km h Lưu rông trong tình trạng báo động khi Nika đang tiến gần. Với đường đi hiện tại, báo Nika dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Isabella hoặc Aurora vào chiều ngày 11 tháng 11. Dự kiến cơn bão sẽ đạt cường độ cực đại trước khi đổ bộ và thậm chí có thể mạnh lên thành bão cuồng phong. Mặc dù có thể suy yếu khi tương tác với đất liền lưu rông, Nika được dự báo vẫn là một cơn bão nhiệt đới dữ dội khi đi vào Biển Đông với tư cách là bão số 8. PAGASA đã ban hành tín hiệu gió bão nhiệt đới TCWFS số 2, cảnh báo gió giật mạnh ở một số khu vực của Isabela và Aurora. Trong khi đó, TCWFS số 1 có hiệu lực trên các khu vực bao gồm Cagayan, Nueva Ecija, Quirino, Mountain Province, Ifugao và một số khu vực của Quezon và Bicol. PAGASA dự báo có mưa đến mưa lớn ở một số khu vực của Cagayan và Isabela vào ngày 11 và 12 tháng 11 dự kiến sẽ có tác động nhỏ đến trung bình từ gió mạnh trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Khi bão nhiệt đới dữ dội Nika đang đến gần, chính quyền kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến cáo của địa phương và chuẩn bị cho khả năng sơ tán. Biển động mạnh đến rất mạnh với cơn sóng cao lên đến 4,5 mét ở bờ biển phía đông của Isabela và phía bắc Aurora, bờ biển phía bắc của Camarines Norte. Bão Nika dự kiến sẽ di chuyển chủ yếu về phía tây tây bắc trong suốt thời gian dự báo. Theo dự báo bão, Nika có thể đổ bộ vào Isabella hoặc Aurora vào chiều mai, 11 tháng 11. Bất kể vị trí đổ bộ là ở đâu, Pagasa nhấn mạnh rằng vẫn có thể gặp nguy hiểm ở các khu vực bên ngoài điểm đổ bộ hoặc trong phạm vi dự báo. Cơn bão nhiệt đới này đang tăng cường nhanh chóng và có thể đạt đến cấp độ bão cuồng phong vào hôm nay, ngày 10 tháng 11. Bão có thể đạt đến cường độ cực đại trước khi đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó, vào hồi 14 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 Jin Sinh Philippines gọi là Masi, ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 335 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 166 km h giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km h Bão Jin Sinh đã đổ bộ phía Bắc Philippines vào ngày 7 tháng 11 với sức gió 175 km h Bão đã gây ngập lụt các ngôi làng, làm đổ cây cối và cột điện, đồng thời làm hư hại nhà cửa và các tòa nhà ở tỉnh Cagayan. Hơn 40.000 dân làng đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn trong tỉnh. Dinh Sinh là cơn bão thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng, tấn công Philippines sau cơn bão nhiệt đới dữ dội Trà mi và siêu bão công ri khiến ít nhất 158 người thiệt mạng. Cũng trong ngày 10 tháng 11, Pagasa đang theo dõi một vùng áp thấp 11C ở phía đông của đông bắc Mindanao áp thấp có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Thông tin từ VTC News, bão số 7 đã giảm cường độ sau khi bất ngờ tăng lên cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17 ở Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 bão Yên Sinh trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 335 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 tới 166 km/h, giật cấp 17, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/h. Trong 24 giờ tới, bão số 7 trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 145 km về phía bắc, đổi hướng tây nam, mỗi giờ đi được 5 tới 10 km suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Khoảng 4 giờ ngày 12 tháng 11, bão trên vùng biển Quảng trị đến Quảng Ngãi tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 13 tháng 11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ từ 10-15 tới km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Trên biển, ngày và đêm ngày 10 tháng 11, vùng biển phía tây, khu vực bắc biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4 tới 6 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu, ban ngày gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Tây Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngày và đêm ngày 11 tháng 11, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét, vùng gần tâm bão 5 tới 7 mét. Phía Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 tới 5 m, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão 3 tới 5 m.